bạn ơi, kia là các cổ động viên Thanh Hóa nha, họ cũng đã lác đác đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội nhà Thanh Hóa làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng 13 này rồi. Thì bây giờ thì đội Thanh Hóa họ cũng đã có đầy đủ đội hình để có thể ra khởi động trên sân Hàng Đẫy rồi. Đấy, đằng kia thì là những thủ môn của họ đang khởi động cùng với huấn luyện viên thủ môn. Còn đây là một loạt những cầu thủ đá chính của Thanh Hóa này. 2, 4, 6, 8, 10. Thêm thủ môn nữa là 11 đúng không? Thì phải nói thì không còn cách nào khác là phải thắng trận này thôi. Thanh Hóa ý thức từ điều đó, nhưng họ có làm được hay không cũng là điều quan trọng. Thì trong cái nhóm cầu thủ của Thanh Hóa đang có mặt trên sân Hàng Đẫy khởi động này thì mình chắc chắn là phải để ý nhiều đến số 39 Samson KOD, tức là Hoàng Vũ Samson đó. Một cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở V-League nha. Samson KOD là sinh năm 1988 này, người Nigeria, người gốc Nigeria và đã sang Việt Nam thi đấu từ năm anh mới 20 tuổi. Khi đó thì Samson KOD thi đấu cho Quảng Ninh. Quảng Ninh thì anh ấy lập một cái thành tích rất là khó tin, tức là thi đấu 23 trận thì đi ghi được tới 20 bàn. Đấy. Là vào năm 2008 khi anh mới có 20 tuổi nha. Sau đó thì anh chuyển vào Đồng Tháp thi đấu. Và Đồng Tháp thì cũng khủng khiếp luôn. Cũng 49 trận ghi 43 bàn. Đấy, sau đó là bắt đầu có cái tiếng vang ở Đồng Tháp, một cái là bắt đầu Samson có cái bước tiến cho mình ở tới những câu lạc bộ mạnh hơn. Samson đã thi đấu ở Hà Nội cũng rất là lâu. Samson phải thi đấu ở Hà Nội cỡ khoảng 6-7 mùa. Trong cái quãng thời gian đó, tôi nhớ là từ năm 2011 đến 2018 thì phải, thì Samson thi đấu cho Hà Nội và ghi được số lượng bàn thắng cũng rất là nhiều, hình như là cỡ 143 bàn thì phải. Trong quãng thời gian đó khoác áo Hà Nội và đã cùng với Hà Nội vô địch 3 lần tại V-League nha. Trong đó lần gần đây nhất là vào năm 2018, một cái mùa giải mà Samson cùng với Hà Nội đã vô địch cả V-League lẫn cúp quốc gia. Siêu cúp quốc gia chứ. Vô địch V-League và siêu cúp quốc gia. Thì sau khi mà chia tay Hà Nội thì Samson đến với Quảng Nam một nửa mùa, giúp cho Quảng Nam trụ hạng thành công dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Đấy. Và sau đó thì anh chuyển sang Thanh Hóa. Đây là mùa giải đầu tiên mà Samson thi đấu ở Thanh Hóa. Nhiều người nói vui bảo Samson đúng là sinh ra để thi đấu cho Thanh Hóa, bởi vì ở Thanh Hóa có một cái địa danh, một cái bãi biển rất là đẹp, đó là bãi biển Sầm Sơn nếu như đọc theo tiếng Việt, còn nếu như đọc theo tiếng Anh thì là Samson. Và đúng là Samson đã xuất hiện ở Thanh Hóa. Trong quá thời gian thi đấu ở Thanh Hóa thì Samson mang bằng đội trưởng và không thi đấu hiệu quả, ghi bàn nhiều giống như những cái ngày ở Hà Nội nữa. Nhưng mà cũng hoàn toàn xứng đáng với cái vai trò đội trưởng hiện tại thôi, bởi vì Samson thi đấu ở V-League nhiều rồi. Lúc mà tôi gặp anh ấy thì anh ấy vui tính lắm. Anh ấy em chào anh, rồi gặp cái chị trong sân vận động thì Samson nói em chào chị. Chị có nhớ em không? Samson rất là giỏi tiếng Việt. Samson thì có một sự thân thiện. Nói chung là rất nhiều những cầu thủ ở nước ngoài, đặc biệt là những cầu thủ châu Phi, họ đến đây họ cảm thấy cái môi trường sống nó rất là thuận lợi và nó hài hòa, cho nên họ đã gắn bó ở đây rất là lâu rồi. Samson thì có một quãng thời gian mà thi đấu nổi bật ở Hà Nội ấy, là anh ấy có một cái giai đoạn là giật tít mấy cái tờ báo ở châu Âu, người ta nói là anh ấy